To họng, to họng. To họng ơi, to họng à, đây cho họng à ơi. Ngọc đây. Hello everybody, xin chào các bạn. Hôm nay đi ăn is this Korean or this is Japanese udon noodle. Con nói lại coi, nói tiếng Việt lại coi. Ba nói gì vậy? Cô không hiểu cái gì không hả? Cô không hiểu hả? Nhưng mà bây giờ con đang đi ăn cái gì? Ăn noodle. Vậy đó, giờ con nói với ông bà cô chú đi. Ông bà cô chú ơi, hôm nay con với mẹ với ba đi ăn noodle. Ừ. Mẹ con không biết nói luôn mẹ. Làm gì không biết nói? Trời ơi, dễ dàng đơn giản nhưng mà không biết nói. Hồi bữa là ăn mì udon là nó thích rồi nên là giờ dẫn đi ăn mì udon nữa. Còn có mấy ngày nữa là đi về Mỹ rồi, bỏ mẹ đang mình rồi, mẹ buồn hiu luôn á. Con có biết khuya nào mẹ cũng ôm con, mẹ hôn không? Biết không, con có cảm nhận được nụ hôn của mẹ không? Mẹ hôn mấy cái? 2 cái hả? Trời ơi, mặc cái áo này, mặc áo đẹp quá vậy? Ai mua hả? Còn mẹ Ngân mua con áo đó là hả? À, cái đó làm con mắt ngứa à? Để chút mày về mày lấy cái kéo mày cắt đây cho. Công nhận Chay cắt cái đầu tóc hợp ghê, chưa bao giờ mà mẹ cắt cái đầu tóc cho con mà mẹ ưng ý như cái đầu tóc này nghe Chay. Té mẹ. Chưa bao giờ mà mẹ cắt mà mẹ ưng ý. Này cả nhà, vô ăn mì udon. Quá trời món luôn. Ngày mai đây là Ngọc sẽ đi quay hình cho một cái chương trình đi quay 2 ngày 1 đêm ở trên ở đâu mà ở chỗ Trị An rồi chia cả nhà. Đi quay hình với lại chung với lại những cái gia đình khác. Một cái show này mới. Cái show này là một show giống như gia đình truyền hình thực tế rồi vậy đó. Nên là thôi, Ngọc cũng quyết định để Ngọc đồng ý đi quay mấy ngày chứ còn mà bây giờ thời gian bây giờ cũng bận dữ lắm đó nha. Để cho ông bà cô chú coi một cái show mới của Chay, gia đình hoạt động đi chơi sinh hoạt như thế nào. Hồi nãy Ngọc cũng muốn đi mua sắm một chút xíu đồ, tại vì ở trên đó bên đó chỗ đó thì mình không biết có đồ gì làm sao để mình mua sắm, tại Chay nó cũng khó ăn, ba Chay cũng khó nên là cũng không biết làm sao mà mình ở nghe đó, mình ở trong một cái lều đồ này kia nọ vậy đó, nó cũng giống như hòa mình vào thiên nhiên vậy đó, sinh hoạt với tất cả những gia đình khác, nghe cũng rất là thú vị nên là hy vọng là cả nhà mình sẽ đón xem cái chương trình đó. Để quay trong vòng 2 ngày, mới đầu là bên biên tập tính quay trong vòng 3 ngày mà không biết làm sao thời gian rút ngắn lại quay có 2 ngày à, nó cũng đỡ nên là ok tốt, nên là mời cả nhà mình hy vọng đón xem chương trình đó nha. Một cái chai nước à, cảm ơn nha. Mình không cãi với em nha, bên em không biết suối nên em gửi tặng một chai suối này nha. Nhỏ hơn nè. Cảm ơn em. Qua đây ngồi với mẹ đây, mẹ đút ăn. Con không biết ngồi đâu. Một chút nữa đó là chồng Ngọc anh sẽ đi xuống Biên Hòa để em lấy một chút siêu đồ. Chạy chút siêu xuống Biên Hòa bơi hồ bơi không? Đi xuống Biên Hòa coi mấy con cá dành cho mẹ nha. À không, nhưng mà bằng con cá chắc cũng được bà gần nhà đang chăm sóc giùm. Cái gì đó thì xuống lấy đồ, tại vì đồ đạc cũng còn ở dưới rồi tôi chạy xuống B&Y nhà ở Biên Hòa. Giờ là thời gian gấp rút rồi, chạy xuống dưới nhảy xuống hồ tắm cái rồi ấy đây đi về lại Mỹ chuẩn bị bắt đầu nhập học. Mấy ngày nay thì trước khi mà về lại Mỹ thì chồng Ngọc anh cũng có những cái gì mà cần đăng ký giấy tờ học hành rồi cả nhà. May mắn là ở bên đó là có mẹ của Olivia, tất cả những giấy tờ gì là mẹ Olivia cần thiết là giúp Ngọc rồi mình chuẩn bị về là Chay sẽ đặt hẹn để đi khám giống như là thường mà trước khi nhập học ở Mỹ là người ta cần mình có một cái khám tổng quát đó, nó dọn khám tổng quát xong rồi cái trường email cho mình tất cả những dụng cụ học tập, tất cả mọi thứ cần mua làm sao mà thấy người thấy nguyên cái list cần mua nhiều lắm nha, nhưng mà may mắn là trường đó, người ta ghi vậy đó, vậy mình thích mua thì tự đi mua, còn không là trường có nguyên một cái gói luôn, mình chỉ cần mình bấm vô là cái mình mua là trường gửi về cho mình cũng nhanh gọn lẹ. mà thấy mà còn phải cần có tai nghe nữa, trời mới vô học lớp 1 mà cần có tai nghe nữa. Hồi nào tới giờ thì Chay là đi học mẫu giáo, còn bây giờ là lần đầu tiên vô lớp 1 rồi. Ngọc cũng không có biết, đây là Chay là con đầu nên Ngọc cũng không biết là ở Mỹ người ta học người ta ấy rồi như thế nào sao. Thì để về Ngọc coi làm sao, rồi thấy Ngọc chia sẻ cho cả nhà mình xem. Nó đói bụng mà nó đói bụng nó làm gì nè ông bà cô chú, nó vuốt cái bụng nó vậy nè. Con là con ăn mì udon, còn mẹ là mẹ ăn mì ramen, mẹ ăn mì ramen noodle. Trời ơi, nó để hình của Hana nè. Chay con đi mì udon như vậy hả mẹ? À, mì udon bự đó, con mì ramen nó nhỏ. Mẹ hỏi nè, con đi về Mỹ con có nhớ Hana không? Dạ không. Con sao vậy? Sao đây thấy thương nó lắm mà hả? Nó nói mẹ cái áo này mẹ cái dây tuột hoài, cái dây cứ bị tuột hoài. Để khi nó vào ngoại mai dây lại nha. Con đi về Mỹ con nhớ gì đó, nhớ bùm 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 hả? Bùm bùm là ai? Bùm 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 á, mẹ kia phải kêu nó bùm 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 á. Xạo, thương lắm bà cô chú, thương Hana lắm. Không thương đâu là vì sao đè nó hung hoài vậy? Hả? Không, hả? Tại sao để hình nền người ta mà không hung rồi mà nó không thương người ta? She took a bunch of pictures with yeah. Her today. Rồi gần nằm chụp hình với người ta nữa mà nó không thương người ta là sao? Coi là hình nào nhỏ ngủ đâu chụp à? Có được đời không? Vậy mà nó không thương, cái người xạo ghê hả? À, hình hai chị em á, để hình hai chị em dễ thương lắm. Ừ, vậy mà không thương đó. Người không biết tại sao hình này mắc cười. Ừ, nó để hình này là mình đàn bà cô chú. Nó cũng bá đạo luôn, nhưng mà giỡn nó đâu là hài hước rồi lắm. Mà đi về bển á, con đi về bển á, không có mẹ nhưng con phải ngoan nha. Con nghe là bà ngoại nè. Bà ngoại đút cho con ăn, bà ngoại làm đồ ăn cho con. Nhắm mắt chưa chua không mẹ? Ừ, mà con không có được ăn kẹo nè, con không được ăn bánh chips nhiều nè. Sao mẹ nói đúng không? Rồi cái là mẹ sẽ về sớm thôi, ok không? Mẹ ra mắt sản phẩm xong rồi này kia là mẹ sẽ về với Chay. Chỉ nhớ nhà lắm mà mẹ nhớ nhà cũng kiếp vậy rồi. Mấy tháng trời mà 5 tháng 6 tháng trời rồi. Chứ đâu phải ít đâu. Cây bơ bây giờ á. Này cho cả nhà coi cây bơ. Bơ bây giờ trái. Đúng rồi. Rồi đây nè. Bơ bây giờ trái quá trời trái. Đây này mới nhờ chỉ chụp hình dùng mấy cái bơ cây bơ nè. Nhà coi cây bơ nè. Đó, cả nhà thấy cây bơ không? Mẹ Ngọc về gặp nè. Cô thấy trái bơ này không? Đây nè. Mẹ nhớ cái cây kia té không mẹ? Ừ, cây đu đủ á. Cây đu đủ là nhả như mày té. Chắc là hồng cũng được trái hai trái nhưng mà không có nữa. Nên là hy vọng phải về cho mẹ quay lên coi coi sao. Cũng kết thúc chuyến đi cũng Việt Nam hả? Kết thúc chuyến đi Việt Nam. Mày nhìn bao nhiêu hình nè mẹ? Này đồ ăn ra nè. Cô ngủ với em Hana luôn. Trời, cái này của em nè ha. Đó, để mày lấy đồ ra cho. À, để im đó, mẹ làm đừng đụng vô. Để im đó mẹ làm đừng đụng vô. Còn của chị ra sao phải không? Rồi, Chay nè, nó ăn cái này nè, ông bà cô chú coi nè. Con ăn phải lấy cái này ra. Nhiều. Cái đó còn không ngon. Con thấy không ngon. Con thấy không ngon hả? Cái này là con biết gọi là gì không? Lòng đào này, đây người ta làm cái kiểu lòng đào này. Cái đó là gọi trồng đỏ mà. Ừ, trồng đỏ nhưng mà người ta làm cái kiểu lòng đào á. Rồi nó chỉ thích ăn trồng trắng thôi, phải không? Dạ. Chưa có miếng trứng. Này cơm trứng là ngon rồi phải không Chay? Rồi ok, con mời ông bà cô chú đi. Con mời ông bà cô chú. Hồi nãy con đói bụng luôn mẹ. Cắn à? Bạn mẹ ở trong đó là ăn mà ở ngoài nó nóng. Ở trong? À, ở ngoài nó nóng mà ở trong nó lạnh hả? Dạ. Cái bàn này mẹ thấy nó hơi sụp xịt nha Chay, ngồi xích ra coi, con ngồi xích tránh ra mẹ giúp coi rồi, ok ngồi im đó đi. Ngồi im đó để mẹ đút cho nó dễ chứ con hả? Trời ơi mẹ. Mẹ làm sức áo con hả? Rồi ăn miếng udon, đưa miệng cái vô, đưa cái miệng vô. Mẹ không phải, mẹ đưa con cái đầu của nó đi con hút phải không? Ngon không? Ngọt nha, rồi ok. Ăn hết tô mì đi. Ăn hết tô mì này không? Ôi ôi, giỏi quá ta, ăn thịt bò vô nữa nha. Ăn mà hết đói quá rồi chứ gì nữa. Mới vừa đi công việc về bà cô chú. Nãy có chào tạm biệt mấy cô không? Có tạm biệt mấy cô con về lại mày không? Không mà không quên hả? Ok. Rồi để coi coi. Để coi bà ăn gì nha. Giỏi. Thôi nóng hả? Nóng dữ hả? Nóng. Cái này là mì ra mình của Ngọc Kiều nè. Còn này là mì của ba Chay Kiều, cũng giống như Chay, có thịt bò rồi thôi. Daddy, you want my egg? Eat my egg. Take my egg. Mình nói chồng Ngọc ăn cái trứng của Ngọc. Chị Thảo chỉ mới vừa ship hàng qua tặng mình, tới coi chị tặng mình gì nữa nè. Bệnh hết luôn nè. Cái gì vậy? Ồ, nước mắm nhĩ truyền thống mà. 30 độ đạm. Trời ơi, quá trời luôn. Trời ơi, kính đưa các loại cá khô. Wow. Cá lù đù phải không? Ừ, con ngon lắm. Ồ, cái lù đù bự dữ trời. Chị biết mẹ sắp đi nên là chị ship qua, chị tặng cho mẹ đem đi á mẹ. Có cái gì, cái dứa hả? Rồi, quá trời luôn. Ồ, cái dứa này bữa chiên ngon. Chiên ngon cực kỳ. Trời ơi, mẹ coi cái size của con mực này mẹ. Trời ơi, sao mà khủng khiếp vậy trời. Em cảm ơn chị Thảo nhiều lắm nha. Em cảm ơn chị Thảo với bác rất là nhiều luôn. Tự nhiên ngủ trưa dậy, đang ngủ trưa dậy cái nhận được tin nhắn hỏi em chiều nay có nhà không, chị ship khô qua tặng. Thảo hay vậy lắm luôn á. Yeah. Rồi bác mẹ, cái cặp rồng đó mẹ đóng gói cho con được không, hay là con phải đem về? Còn cái cặp rồng nữa đó, cặp rồng chỉ tặng á. Chỉ tặng cho Ngọc một cặp, chị Ngân một cặp, là tại vì là chị Ngân cũng được con rồng, Ngọc cũng được con rồng. Rồi giờ bỏ vô ngăn đá đi. Đó cả nhà coi nè, thùng ống đồ này kia khác nọ là không, cái thùng đằng sau lưng bạc kìa. Là không phải có chuẩn bị, là nguyên mấy cái thùng đó là chuẩn bị đóng đi đó cả nhà. Nó mát đã qua đi chơi mà nữa mà bác không ăn không. Dạ. Quá trời, cảm ơn luôn á. Là nhân viên giữ không mà chị... Đó, mấy cái thùng đó đóng đi đó. Tin cho nhân viên cũng ngon không, mà nhắn tin hỏi Ngân có nhà không, cứ gửi qua, Ngân có nhà không gửi qua. Vấn đề là vậy không? Rồi ok. Nước mắm gì, nước mắm nhỉ rồi nữa. Rồi còn chị Tiên hàng xóm đó phải không? Chị Tiên hàng xóm. Kìa quá kìa, chị có một bịch mắm ở dưới kìa. Chị Tiên mắm. Đây. Lần nào cũng dễ trơn, chuyến này qua không có đem gì chứ á. Còn đây là kính đưa các loại mắm. Không có đem gì hết trơn á, không đem gì hết trơn, mà lúc nào thì không có đủ ký. 4, 6, 8, 10 chai mắm nhỉ. Rồi đây mắm niêm nữa, mắm cá cơm xay, 4 chai mắm cá cơm xay. Còn bịch kia nữa thì ngon. Một bịch nữa hả mẹ? Ôi trời ơi, nội mà nước mắm này không là tao nói là nó nặng. Rồi rồi, kính đưa các loại mắm luôn, không cả mắm gì nữa này. Đó. Mắm ruốc nữa. Chị không bút đó, mình muốn để ăn để nấu bún bò hết được mà. Cái mắm này nè ngộ lắm, ăn giống mì chăng nó pha sẵn luôn rồi á. Mắm này nè mở ra là chấm ăn luôn, nó ngọt ngọt, nó mặn mặn y như pha sẵn, là chỉ cắt cái ớt vậy thôi. Còn nước mắm này chưa ăn chưa biết nè, cũng lạ nha, cũng là nước mắm nhỉ, nhưng mà tùy vùng mẹ nhưng mà mẹ trước khi đi mẹ dán băng keo là nghe mẹ. Dán băng keo ấy bóp bồ ráp lại thôi chứ bể nghe mẹ nghe. Trời ơi, bể một cái là con nói mẹ thúi rừng. Chết luôn á. Bỏ này vô đi rồi tới hồi đi cái phải á. Rồi tối hôm nay biết sao không? Tại sáng mai Ngọc đi quay hình nên là khi mà gặp để gặp mặt để con cái dừng bỏ lộ hũ này nha. Để gặp mặt mấy chị đồ trong chương trình đồ này kia chơi chúng mình á, tặng cho mấy chị mỗi chị một bộ dưỡng da mỹ phẩm B&Y chưa bán ra cho thị trường, mà nói chung là cũng có hàng để tặng. Tặng rồi bữa Ngọc cũng chu đáo, định tụi Ngân định tặng luôn hộp nữa mà về chưa kịp, xong chưa kịp hộp nó chưa kịp nên là mình phải để cho cái vỏ của Thôi à Family. Rồi Ngọc nhớ nha, gửi tặng cho mỗi đội là đúng một bộ sản phẩm, bên mình là 4 sản phẩm nha. Đúng rồi. Vừa rửa mặt nè, serum nè, chống nắng kem dưỡng đó, đúng 4 sản phẩm bên Ngọc luôn mà chưa có bán ra thị trường nha cả nhà. Rồi cái này làm nhớ cầm thêm 2 miếng la tiếp cái này để cho Ngọc xài. Đúng rồi, sure, nói vậy nữa thêm chống nắng của Hana Nara là đỉnh của đỉnh rồi. Hana Nara đây. Cái này số hotline bên Ngọc nè, đó số điện thoại Việt Nam nè, 3 số nè, Mỹ 1 số nè, website rồi này kia nè. À, cả nhà mà muốn mua hàng bên Ngọc thì cứ chụp lại cái màn hình này gọi đúng cái này để khỏi bị lừa. À, còn cái mỹ phẩm Hana Nara này là bên Việt Nam hiện tại là đây là còn mới nè, chưa có đủ hàng để bán cả nhà. Ngày 18 tháng 8 bên Ngân bắt đầu mới mở bán nha. Đó. Cô chú anh chị đợi chờ cho Ngọc nha, 20 ngày nữa. 20 ngày nữa, trời ơi, cái sữa rửa mặt này Ngọc nói với cả nhà, hồi bữa Ngọc đi make up đi quay video về nè. Rồi cái là Ngọc có rất là nhiều make up trên da mặt của Ngọc. Xong rồi Ngọc xài cái sữa rửa mặt này nè. Ngọc rửa xong á là Ngọc thấy là cái da mặt của mình là không còn cái make up. Tại vì sao? Cái sữa rửa mặt này là vừa rửa mặt được và vừa dùng để tẩy trang được. Ngoài ra nó còn dưỡng ẩm cho da cực kỳ tốt. Nó không có làm cho da mặt mình bị khô sau khi mình rửa mặt nha. Cái cách mà mình rửa mặt sạch sau tẩy trang là bằng cách là dùng như Ngọc rồi nói rồi đó, là dùng một lượng vừa đủ, xong mình để đó, mình để massage, mình cho da mình nghỉ cỡ 2 phút 3 phút mình lấy lại rất là sạch luôn cả nhà. Yeah. Mà không có khô da nha. Không khô da luôn, dưỡng ẩm. Sữa rửa mặt dưỡng ẩm rất là tốt luôn. Đây là sữa rửa mặt này cả nhà nha. Sữa rửa mặt nè. Serum đâu? Serum nè. Kem đâu? Kem dưỡng này có thể dùng cả ngày lẫn đêm đều được nha. Và cuối cùng là kem chống nắng. Rồi đó, kem chống nắng nâng tông, có một cái lớp make up nâng tông nhẹ nhàng. Đó, tất cả cái bộ dưỡng da của Hana Nara là nằm tại đây, chưa bán nhưng mà ngày mai đi là mình đem mình tặng tặng đồng đội chơi cho vui. Rồi, cái này á là cái hộp kem này đó thì cái hạn sử dụng của nó là 3 năm cả nhà. Còn cái này là cái serum á, đây là hạn sử dụng của serum, đây có luôn đây nè. Đây, serum hạn sử dụng là tới 2027 nè cả nhà. À, hạn sử dụng ở trên vỏ hộp. Không, còn ở đây nè, đây có hạn sử dụng đây nè cả nhà, này nè, đây. Đó, đây là cái ngày hết hạn nè, nó nằm khắc ở trên đây luôn nè, thấy không? Serum với lại cái sữa rửa mặt đều được khắc cái hạn sử dụng ngay trên này hết. Đây, Viện Gia Liễu Hàn Quốc kiểm nghiệm nè. Hàng thuần chay nè. CGMP nè. Đó, Make in Korea làm tại Hàn Quốc nè cả nhà. Kháng nước được luôn, cái chống nắng là vừa kháng nước được luôn. Trời ơi, mình cầm cái bộ mỹ phẩm mình trên tay á còn dưỡng trắng da nữa. Đúng rồi, vừa kháng nước, vừa chống nắng, vừa dưỡng trắng sáng da mà vừa làm mà có lớp make up. Bỏ lên tay em lại cho cả nhà mình xem chưa nha. Chưa có bán mà. Chưa có bán mà làm cả nhà nôn ghê. Đây, rồi làm đi, đánh đi. Đánh hết cái bàn tay luôn, hết luôn. Lớp mỏng thôi cả nhà nha, chứ không cần phải quá dày đâu. Đặc biệt là không có bí da nè, không có làm cho da mình nó bị bóng dầu, khó chịu nha. Đây nè, đó cả nhà thấy không? Nó nâng tông cái màu da của mình lên ngay tức khắc liền không? Khác với là cái tông này và bình thường là thấy chưa? Mà nó không có bết rít, không lộ dấu vân kem. Da của mình mà bị bóng dầu với lại bị gọi là cái gì? Cái lỗ chân lông nó bị bít bí á, mình xài cái này. Kháng nước được luôn. Rồi, nhớ dùng thường xuyên cho, sau 2 tiếng là dùng một lần nha Ngọc. Nhớ ủng hộ Hana Nara nha cả nhà. Hắc xăm thượng phẩm khơi sáng làn da. Ngọc đi quay chương trình về mấy ngày về xong là ngày hôm sau Ngọc phải đi chụp hình liền cho cái bộ mỹ phẩm Hana Nara này. Đó, bây giờ tới cái giai đoạn là chụp hình rồi cả nhà. Bây giờ Ngọc thì bây giờ lựa đồ cũng khó. Hồi bữa lựa đồ để quay video á, Ngọc lựa một cái áo đầm khác, Ngọc đi vô nguyên tiệm áo đầm không có đầm để lựa luôn. Tại vì bây giờ cái bụng nó lớn quá rồi đó, nên là khó lựa đồ lắm. Không biết làm sao hơn. Cái bộ đồ mà Ngọc mặc á là do cái anh Tâm đó, anh Tâm quyết với lại cái bài hát của anh lắm, nên là anh muốn bộ đồ này, trang phục làm sao. Cái anh hỏi là Ngọc lựa được bộ đồ nào rồi, cái Ngọc chụp bên đó em nói thiệt cho anh, cho em lựa được đúng một bộ là cái áo đầm, để Ngọc để cái tấm hình cái áo đầm lên cho cả nhà xem. Rồi anh nói trời ơi, vậy thôi để em để anh giúp Ngọc kiếm cái đầm khác. Rồi cái ngày hôm sau là không biết sao anh kiếm nhanh gọn lẹ. Ngọc nói là em là bây giờ là cái bụng em bự lắm á, là anh kiếm Ngọc cái đầm đó. Rồi cái Ngọc mặc vô cũng đâu có vừa có chút xíu à. Rồi cái bạn make up á mới lấy cái đồ mai lại, ráng mai lại nó mới vô vừa. Chứ còn bây giờ thì số ký của Ngọc nó tăng. Đó, càng về những cái cuối của tháng thai kỳ là Ngọc là bây giờ nằm trong cái giai đoạn là gần chuẩn bị là cuối tháng của thời thai kỳ rồi. Là bây giờ cái bụng mình lên nè, rồi em bé lên ký, rồi mình lên ký rồi này kia nữa, nên là mà không vừa. Đồ đạc giờ kiếm khó khăn lắm. Cũng hên là có cái đầm đó rồi để quay vậy đó. chứ còn không là không có đầm để mặc để quay luôn. Mà nói thôi kệ, quay mặc cái đồ gì cũng được hết trơn, miễn ấy có được bài hát gửi lên cả nhà mình coi cho vui là được rồi. Không còn đâu có, mình đâu có tính mà làm mà cái kiểu mà nó chuyên nghiệp quá thì cũng kỳ. Tại sao mình không phải ca sĩ mà mình làm chuyên nghiệp quá, nó kỳ lắm, nó cỡ lắm. Rồi hả, cứ làm ấy cho vui, có quay hình, có bài hát gửi tới khán giả của mình coi cho vui là được rồi. Không có quá tệ, cũng mặc đồ cũng đàng hoàng, đồ này kia, rồi bài hát cũng đàng hoàng, rồi nghiêm chỉnh đồ kia được rồi. Chứ còn mình đâu có phải cái gì đâu, nếu mà chuyên nghiệp nó cần phải đầu tư nhiều lắm. Chuyên nghiệp nữa là nó khủng khiếp lắm, chứ còn không phải vậy đâu. Cái này gọi là cái giải chiến đồ thôi, cho vui đồ thôi. Có không chị Ngân? Là bây giờ là phải đi kiếm cái thước đo. Ba bây giờ nếu mà chạy đi mua thước đo, mua đâu ba? Thước đo dây hả? Để mấy bạn cần đo cái dòng đo của con, để mấy bạn lựa đồ để con chụp hình cho sản phẩm. Giờ mình đi kiếm rồi, để tao mua cho. Giờ mà kiếm thước đo, kiếm cả đi cả nhà. Đo eo bụng với lại đo eo ngực nè. Dây phải không? Thước dây đó, ta y như may đồ. Ấy mình qua nhà hàng xóm mượn có không ta? Không luôn. Hả? Hàng xóm không có ai có hả? Giờ là 9 giờ rưỡi rồi, không biết chạy đi mua ở đâu đây, không biết. Một cái hỏi là sao không đi từ đầu sớm tới cuối sớm ai? Không đúng, chị cướp. Hồi xưa chị về chị hỏi còn một lần rồi chị hỏi. Không có ai, không ai có hết trơn à. Để coi làm sao, chứ còn về là ngày hôm sau là phải đi chụp hình liền. Chứ bây giờ gấp rút để mình ra sản phẩm rồi là phải có một bộ hình thì sản phẩm đàng hoàng. Chị tối nay ngủ sớm, ngủ đi. Tối nay ngủ sớm để ngày mai dậy đi quay chương trình nha con nha. Mai sẽ đi gặp được rất là nhiều bạn mới nhé. Ngủ đi. Ba biết bạn nào, chương trình cũng chưa cho mẹ biết là bạn nào luôn á. Tới đó thì bất ngờ, tới chỗ đó vui lắm, đẹp lắm nha. Đúng như hồi bữa hả mẹ? Không, khác hồi bữa là trường quay là khác, còn cái này là mình một trải nghiệm một cái chương trình thực tế là khác. Ngủ đi con nha. Thôi Ngọc chào tạm biệt cả nhà mình ở đây. Ngọc chỉ quay ngắn gọn mình được như đó thôi. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai, nếu mà Ngọc quay phim được. Còn không quay được chắc Ngọc cũng vắng mặt trên YouTube mấy ngày để Ngọc chuyên tâm để Ngọc quay phim cho đoàn làm phim nhé. Cái gì đó trường truyền hình thực tế nha cả nhà. Bye bye cả nhà mình, bye bye ông bà cô chú.